về nguyên tắc điều trị khi thực hiện chế độ ăn uống, đấy là thai phụ cần phải ăn cân bằng các cái chất dinh dưỡng, trong đó các cái chất gọi là đường hấp thu chậm thì mình sử dụng bằng những cái đường hấp thu nhanh, như những cái sản phẩm như là bánh kẹo hay là những cái nước ngọt có ga thì tránh. Thai phụ không để đường huyết tăng quá cao cũng như là không bị hạ đường huyết quá thấp khi mà ra bữa ăn. Chính vì vậy nên chia nhỏ bữa ăn. Trong đĩa ăn của mình chia ra là 1/4 thì đấy là chất tinh bột, 1/4 là các cái sản phẩm như là protein, và còn 1/2 thì mình để cho dành rau xanh hoa quả. Sữa dành cho các cái phụ nữ có thai rất là quan trọng, có thể thay thế được nếu như chúng ta sử dụng sữa thì chúng ta cũng bớt các cái chất tinh bột kia đi. Metamam với công thức ít ngọt giảm chất béo, chỉ số đường huyết thấp, giúp giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ, thích hợp cho mẹ tiểu đường thai kỳ. Sản phẩm giàu dinh dưỡng, dễ hấp thu với canxi tự nhiên từ tảo, vitamin K2 và ô liu, giúp tăng cường hấp thu tối đa canxi vào xương, tránh dư thừa hay táo bón, giúp mẹ khỏe mạnh, bé phát triển tốt. Những cái thai phụ mà mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ cũng không phải lo lắng quá mức về cái vấn đề đường máu của mình, mà mình biết về bệnh có thể kiểm soát được bằng chế độ ăn uống, sinh hoạt, điều chỉnh về lối sống. Đấy là thai phụ sau khi một bữa ăn khoảng nửa tiếng nghỉ ngơi, và thai phụ có thể tăng vận động lên của mình lên, hoặc là làm những cái thể dục hoặc yoga làm sao cho vui vẻ, tăng các cái hoạt động thể lực tinh thần của mình tốt lên thì có thể kiểm soát được. Còn trong những cái trường hợp mà không kiểm soát được bằng cái chế độ ăn uống sinh hoạt như thế thì có cái phương pháp để điều trị bằng insulin, thì lúc đấy thì thai phụ sẽ cần được bác sĩ tư vấn làm sao cho chỉnh điều cho phù hợp nhất đối với mức độ bệnh của mình.